Nếu trong trường hợp mà hai đứa mình giận quá mắc khôn á, thì không biết là anh là người mở chuyện trước hay là em mở chuyện với anh? Anh sẽ đi một chỗ nào đó để cho nó giảm cái độ xuống. Dạ. Xong rồi qua cái đó rồi anh sẽ nói chuyện để quay lại. Xem mày đúng hay sai rồi. Ok, chứ em sợ nhất trường hợp giận quá đập đồ này nọ em không thích. Đồ mình sắm mà không gì đập, đập rồi tiền đâu sắm lại. Đập rồi tiền đâu sắm lại. Không tiền. Bữa giờ làm Bạn Muốn Hẹn Hò thấy chú rể này là sốc nhất luôn á. Giống ngày đâu coi mắt quá rồi. Thiệt luôn á. Mời nhà trai. Để đây. Ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Ngồi đi. Rồi bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào bạn nữ bên kia. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Em tên là Đinh Quốc Quy. Em sinh năm 1986, hiện đang làm việc ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Quy? Dạ em lái xe chở chuyên gia. Tức lái xe 4 bánh, xe hơi đó ha. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh, em chào anh Nam bên kia. Em chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Thị Nguyệt, em đến từ Đồng Tháp, năm nay em 33 tuổi và hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành gì? Dạ em là thu mua cho chuỗi nhà hàng đồ nướng á chị. Em giới thiệu một chút về mình đi, em điểm mạnh của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, mọi người khen em nấu ngon. Tính tình của em thì vui vẻ hòa đồng, còn cái điểm yếu của em á là hơi nóng tính, với lại thù dai. Thù dai hả? Dạ. Đó. Bạn Nam nghe hết hồn chưa? Thù dai. Dạ thù dai cũng giống với em rồi đó. Dạ thù dai cũng giống với em rồi đó. Ủa vậy đó hả? Hai đứa thù điều hết hả? Hai đứa gặp nhau mệt à. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Dạ điểm mạnh của em là sống chân thành, có trách nhiệm với mọi người. Điểm yếu của em á là thù dai. Em hãy cho bên đàn gái biết chút xíu về đường tình duyên của mình. Dạ em có 2 mối tình mà yêu xa đó. Em vậy là em có mấy mối tình rồi? Dạ em cũng có 2 mối tình. Lý do chia tay? Mối tình thứ nhất là thời học sinh sinh viên. Do tụi em là không có cùng chí hướng đi chung với nhau. Sau cái mối tình đầu thì em hơi gọi là hơi sợ yêu. Nên là cũng lâu lắm em mới yêu lại. Thì em cũng thử tìm hiểu yêu thương một anh. Cũng chia tay được 2 năm rồi. Do anh cũng chưa nghiêm túc trong cái chuyện là quen nhau rồi tính tới chuyện hôn nhân. Dạ. Em có nghĩ là lần này mình lên tham gia mình sẽ gặp được một nửa yêu thương của mình không? Dạ em hy vọng là như vậy. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào em gái? Dạ trước tiên thì em muốn là ảnh cao hơn em khoảng 1,7 trở lên. Rồi tính tình hiền lành với lại tôn trọng em. Đặc biệt là ảnh quan tâm chăm sóc em. Được không em trai? Dạ được anh, em cao hơn 1,7 mà. Còn em dạ. Cái người một nửa của em thì em mong muốn như thế nào? Dạ là phải, tại vì em ít nói á nên nói nhiều hơn em chút được, mình nói vui vui á chứ đừng có nói nhiều mà quạo là không được luôn. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Kiểu giống như là em làm cái gì đó sai á, nói một lần thì em nghe, chứ mà đừng có nói mà có chuyện đó cứ nói hoài xong rồi cái qua ngày em sai cũng nhắc nữa, càm ràm đó. Dạ cứ nhắc lại hoài đó. Được á, để anh qua anh xem đàn gái coi sao nha. Ngon ạ. Mối cho tôi coi đàn gái coi. Bên tôi là ngon ạ. Chào em gái. Dạ. Nãy giờ là bên đàn trai đưa ra cái yêu cầu, thế mình đáp ứng khoảng được bao nhiêu phần trăm? Chắc được khoảng 75%. 75 là được rồi ha. Dạ. Tính tình là tốt bụng đúng không? Dạ đúng rồi. Thù dai. Chỉ có thù dai là giống bên đó thôi. Em không thích đàn ông ở điều gì? Gia trưởng à. Bạn này chắc không gia trưởng rồi đó. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với ba với lại bạn thân của em. Rồi chào chú. Cháu thì cũng được. Thì bây giờ á, đây là cái cơ hội của hai đứa. Thì con cũng nên tạo điều kiện để mà mình hẹn hò với nhau. Chào xin hết. Dạ. Cảm ơn chú. Đây chắc là ta đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em. Đó mẹ. Chào cô. Chào Quyền Linh, chào Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của Quy. Mẹ thì không có đặt ra áp lực gì hết, thì tùy hai con vậy đó. Rồi cảm ơn cô. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu mở rào. Dạ chào anh. Nhận trước đi. Có quà tặng em với thêm một món quà nhỏ nhỏ. Đây giống như là tấm lòng của anh. Trời đất ơi, này là coi như cầu hôn luôn rồi đó nè. Wow, cảm ơn anh. Món quà của em tuy nó nhỏ nhưng mà cả tấm lòng của em. Một cái đó hoa sen. Hoa sen là tượng trưng cho nơi em sinh ra và cũng là biểu tượng của người con gái Đồng Tháp 10 của em. Chú rể chơi, bạn trai nhà trai chơi đẹp quá. Chơi về ai chơi lại. Dạ. Đó. Dạ, đeo đi. Tại ấy quá rồi. Dạ. Bữa giờ làm Bạn Muốn Hẹn Hò thấy chú rể này là sốc nhất luôn á. Vậy đi hả? Ừ. Đem sao ta? Để ra trước anh máng ra sao. À vậy đi. Dạ. Đó vậy đó. Giống ngày đâu có mắt quá rồi. Thiệt luôn á. Rồi xong rồi. Cảm ơn anh. Anh trong cái quan niệm tình yêu của anh thì như thế nào anh ha? Phải thẳng thắn và thật thà. Dạ. Đâu đó phải rõ ràng. Với lại anh có uống bia nhậu nhẹt gì không? Có chút chút. Có chút chút. À chút chút kia được chứ em sợ nhất là uống nhiều á. Ngày này qua ngày khác những tin anh đang làm gì đó, anh đang xỉn. Nghe nó buồn dễ sợ luôn, cho nên là em muốn là anh nói là anh thật thà, em cũng hy vọng là anh sẽ làm bờ vai vững chắc cho em. Dạ. Với cho em hỏi cái trong thời gian nếu mà em với anh tìm hiểu á, thì khoảng bao lâu thì mình có thể là kết hôn với anh? Tại vì mình lớn rồi. Theo mà anh dự tính á, thì khoảng hết năm nay hoặc là giữa năm sau. Dạ. Nếu trong trường hợp mà hai đứa mình giận quá mắc khôn á, thì không biết là anh là người mở chuyện trước hay là em mở chuyện với anh? Anh sẽ đi một chỗ nào đó để cho nó giảm cái độ xuống. Dạ. Xong rồi qua cái đó rồi anh sẽ nói chuyện để quẹt lại. Xe mày đúng mày sai thôi. Ok, chứ em sợ nhất trường hợp giận quá đập đồ này nọ em không thích vậy. Đồ mình sắm mà không gì đập rồi tiền đâu sắm lại. Đập rồi tiền đâu sắm lại. Không tiền. Về con cái thì em hy vọng là sẽ có hai đứa. Sinh nhiều thì khả năng nuôi con cái sẽ không có tốt, không có đủ điều kiện để đáp ứng nuôi con. Cái đó thì em thôi, em quyết định. Dạ. Bây giờ hai bạn tiến tới nắm tay nhau hát một giai điệu âm nhạc nào đó về tình yêu chẳng hạn. Cô tiên em hát bài Dù Anh Nghèo, hát một đoạn cho anh nghe với văn khán giả nghe. Rồi. Khi đã yêu nhau nằm mơ ước nhiều, dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu, lưu luyến bên nhau đẹp thái buổi đầu, dù ngày mai có ra sao mình mãi được gần nhau. Em hát bài Giáng Trần. Trời cao đã bán cho ta xin kiếp gần nhau, tình nguyện xin mãi người cho người tình yêu đắm đôi, ấp ôm bao mộng say, ấm im trong vòng tay, gần bên nhau bên suốt đời không xa. Rồi bây giờ hai bạn quay mặt vào nắm tay nhau. Rồi bây giờ mình nói đổ mồ hôi quá. Nhìn thẳng nhau và nói cảm xúc trong lúc này chúng ta đang như thế nào. Mình đến đây thì mình cho cơ hội nhau để tìm hiểu nhau, và em muốn là tìm hiểu thì phải đi đến tới đoạn đường hạnh phúc. Anh cũng hy vọng vậy. Ta nói sao ổng anh đi trang vậy không? Đó. Bây giờ thì mình để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta nhìn thẳng phía trước, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình một lần cuối. Các bạn đang đối diện với người thân, gia đình, bạn bè và hàng triệu khán giả. Chúng ta không thể sống dối con tim mình được. Mình thích mình bấm, mình không thích mình không bấm. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Đấy, ở dưới có tiếng cười mừng rồi đấy. Nghĩa là chúc mừng chị các bạn. Hãy nắm tay nhau nào. Yeah. Lâu lắm mà mới nắm tay con gái. Ra là ngày hôm nay là bạn trai đến đây với một thái độ hết sức là chân thành luôn đó. Yeah. Anh nói chuyện nãy giờ thấy cô gái rất là thông minh nha. Cô gái rất là gọi là hiện đại đấy. Có thể chăm sóc em, chăm sóc một gia đình tốt. Chàng trai cũng thấy có chân thật ở trong đó. Rồi bây giờ thì thủ tục đầu tiên nào. Hôn đi. Dạ cho con xin phép bác cho con làm thủ tục rồi. Ê, à, dễ thương lắm.